cuộc sống bất ngờ, Lebella, bí mật ly hôn chồng đạo diễn và đã tái hôn sinh con. Lebella sinh năm 1986 từ Đắk Lắk, tốt nghiệp trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Từ đòn bẩy của bộ phim Cổng Mặt Trời, sự nghiệp của cô thăng hoa, lọt vào top 5 giải Mai Vàng. Lebella xuất hiện khá dày đặc trên sóng truyền hình, hầu hết các vai diễn mà cô đảm nhận đều có sự cá tính, thẳng thắn, giống hệt tính cách ngoài đời của nữ diễn viên. Cô thẳng tới mức công khai cạch mặt diễn viên Lan Ngọc. Cô chia sẻ, thời gian quay phim chúng tôi có mâu thuẫn, hai người đã cãi nhau lớn ở phim trường vì tôi không chấp nhận thái độ coi thường, thể hiện mình hơn người khác của cô ấy. Phim nào có cô ấy sẽ không có tôi. Hiếm ai trong showbiz vô tư như vậy, tuy nhiều sóng gió nhưng mà nhiều fan lại rất thích tính cách này ở Lebella. Năm 2011, cô đã gây bất ngờ khi kết hôn cùng với phó đạo diễn Hải Thanh. Cổng Mặt Trời chính là bộ phim xe duyên cho họ. Tuy vậy, tới năm 2021, khán giả mới biết cô đã ly dị 5 năm và thậm chí đã tái hôn và có con với chồng mới. Cô chia sẻ, tôi và chồng cũ ly hôn cách đây đã gần 5 năm. Thời điểm con trai tôi được gần 1 tuổi, chúng tôi đã ly thân. Sau đó chính thức chia tay. Tôi không chia sẻ vì cố gắng tránh thị phi. Cuộc sống hôn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng đến lúc cả hai không còn tiếng nói chung thì cũng không níu kéo để làm gì. Khi còn chung sống với Hải Thanh, Lebella cho biết chồng cô không giàu có, không đẹp trai, không quá giỏi giang nhưng lại rất tốt, có tấm lòng bao dung và độ lượng. Nhưng sau đó cô cho biết, đức tính của người ta khi quen nhau và sau khi kết hôn khác nhiều lắm. Chúng tôi đã hết duyên, trả hết nợ cho nhau rồi. Kết thúc cuộc hôn nhân này, Lebella được quyền nuôi con. Cuộc sống hiện tại của Lebella sau 5 năm ly hôn như thế nào? Lebella cho biết hiện tại mình đã tái hôn cách đây 2 năm, cũng vừa chào đón con gái vào đầu tháng 12 năm nay. Hiện tại tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh người chồng hiểu tôi. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng đỡ vất vả hơn trước. Chúng tôi có tổ chức hôn lễ nhưng hoàn toàn không tiết lộ vì không muốn bị ảnh hưởng. Thực sự chồng hiện tại của tôi không liên quan gì đến nghệ thuật nên cũng không muốn vướng vào những trang tin và thông tin không đúng sự thật. Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi đang hạnh phúc và có sự lựa chọn mới của mình. Tôi rất chu toàn trong việc chăm sóc gia đình, tôi hoàn toàn mãn nguyện với điều này. Tôi không thích liên quan gì đến quá khứ và tôi cũng không muốn chia sẻ danh tính hay hình ảnh của ông xã mình. Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Chỉ có điều các báo chưa biết nên viết nhiều về tôi và chồng cũ. Đôi khi khiến chồng của tôi buồn nên tôi phải nói ra. Còn mối quan hệ giữa con trai riêng của chị và chồng mới như thế nào? Anh ấy rất thương con trai của tôi, bé cũng gọi anh bằng bố. Anh chăm lo từ việc đi học của con, giảng bài cho con đến việc tắm, cắt tóc cho con khi tôi đi làm. Hai bố con rất quấn quýt, tôi thương anh ấy một phần vì anh ấy thương con trai của tôi. Cơ duyên nào để chị quen biết và gặp gỡ người mới? Có khó để chị mở lòng bắt đầu một mối quan hệ khi đã một lần dở dang hay không? Anh là người thành phố Hồ Chí Minh, sống và làm việc tại đây. Chúng tôi quen nhau trong một lần tham gia một hoạt động xã hội và vài lần đi từ thiện chung cùng với nhau. Sau đó anh về nhắn tin làm quen. Phải mất một thời gian rất dài tôi mới có thể mở lòng và chấp nhận tìm hiểu nhau. Sau ly hôn, tôi chọn buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và thoải mái. Bởi vì suy cho cùng, không ai sống thay cuộc đời của mình, nên tôi đã chọn việc phải thật vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Chồng có hỗ trợ gì cho Lebella trong công việc hay không? Anh không dành về showbiz nên không thể nào giúp đỡ trực tiếp cho tôi trong công việc, nhưng anh luôn luôn động viên, chăm sóc cho cuộc sống để tôi yên tâm làm việc. Những ngày mà tôi phải dậy sớm đi làm, anh cũng dậy lúc 5 giờ sáng để nấu cơm cho vợ mang theo. Bởi vì tôi ăn kiêng nên có thực đơn riêng, anh ở nhà chăm con nếu như tôi bận. Tôi thấy rất hạnh phúc khi hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ trong cuộc sống. Mặc dù không dành các hoạt động nghệ thuật của vợ, nhưng anh luôn luôn lắng nghe khi vợ chia sẻ những câu chuyện trong nghề. Mỗi khi có vấn đề hay điều gì đó khó xử, anh sẽ đều góp ý, thậm chí giúp cho tôi gỡ rối. Thời gian dịch vừa qua, cuộc sống của hai vợ chồng chị có bị ảnh hưởng gì không? Chồng tôi là chân đi, anh không chịu ở yên trong nhà, nên thời điểm dịch anh làm chương trình oxy cứu người. Vì thời điểm đó, hàng quán không mở cửa, nên mỗi sáng tôi dậy nấu cơm cho anh mang theo. Đồ ăn đủ 3 bữa, rồi thức uống bổ sung đề kháng. Tôi hay đùa rằng mình đang trả nợ lại cái thời điểm mà tôi đi làm phim sớm, còn anh thì lo cho mình. Có những hôm đi vào khu vực nguy hiểm thì anh không về nhà mà phải tự cách ly ở ngoài từ 7 đến 10 ngày. Bởi vì khi đó tôi đang trong thời kỳ mang bầu, chưa được tiêm vaccine nên anh rất lo lắng cho sự nguy hiểm của gia đình nhỏ. Thời điểm này, khi Lebella về quê sinh con thì việc chăm sóc gia đình sẽ ra sao? Anh ấy vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh đi làm, cuối tuần mới có thể về với vợ con. Con trai tôi có gì chăm sóc vì bé đang đi thi cuối kỳ nên bé ở thành phố Hồ Chí Minh với bố. Cuộc sống mới giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn, cuộc đời không biết bao lâu cũng không dám nói trước được điều gì, nhưng tôi nghĩ rằng được ngày nào thì mình cứ vui ngày đó. Thực ra, cuộc sống đau khổ hay hạnh phúc vẫn là tự mình nếm trải.
Sắp tới chị có dự án nghệ thuật nào không ạ? Tôi dự định đầy tháng con sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh. Con được 3 đến 4 tháng tôi sẽ trở lại với nghề. Ở nhà nhìn anh chị đồng nghiệp bấm máy trở lại khiến cho tôi nhớ nghề và rất nôn nao. Chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ, diễn viên Cuộc Phiêu Lưu của Hai Lúa cho biết không còn liên lạc với người cũ, không làm bạn. Cô nói, quan điểm của tôi khi kết thúc mối quan hệ cũ thì không còn dây dưa, không còn giữ liên lạc và không làm bạn của nhau. Tôi tự nuôi con từ ngày ly hôn cho đến nay, khi nào có thời gian, chồng cũ sẽ gặp con. Về phía đạo diễn Thanh Hải, anh cho biết mình tôn trọng cuộc sống của vợ cũ, chỉ liên lạc khi cần giải quyết những vấn đề liên quan đến con trai chung. Nam đạo diễn cũng thừa nhận trong cuộc sống hôn nhân với Lê Bella, anh đã không làm tròn trách nhiệm dẫn đến tan vỡ. Khi cả hai không còn tiếng nói chung, không thể nào chia sẻ cùng với nhau thì chia tay là giải pháp tốt nhất. Lê Bella lo lắng cho gia đình rất chu toàn khi chúng tôi còn gắn bó. Cũng có thể do tính chất công việc, phải đi làm suốt ngày nên nhiều khi tôi chưa làm tròn trách nhiệm của bản thân, anh chia sẻ. Đạo diễn Thanh Hải cũng phủ nhận chuyện cả hai ly hôn vì có người thứ ba. Hải Thanh đã từng làm phó đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình như Ba Chàng Trai Tuổi Hợi, Cú Đấm, Cổng Mặt Trời, Bão Ngầm. Ngoài ra anh là đạo diễn của một số bộ phim ngắn. Cho đến hiện tại, người đẹp Lê Bella sinh năm 1987 có gia đình mới hạnh phúc. Tuy nhiên, cô không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cũng như công khai mối quan hệ mới. Lê Bella là một nữ diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh kiêm kịch nói người Việt Nam. Cô đã gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt vai diễn, nổi bật nhất là vai cô sinh viên Tùng trong bộ phim Cổng Mặt Trời vào năm 2009. Ngoài Cổng Mặt Trời, Lê Bella còn được khán giả rất yêu mến qua Ở Lại Thế Gian Để Yêu, Cá Cược Cuộc Đời, đặc biệt là Trận Đấu Định Mệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chính trong kênh Tức Lòng Đài TV của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.